Việt Nam gác lại sứ mệnh của sổ hộ khẩu giấy sau hơn nửa thế kỷ, mở ra một kỷ nguyên mới trong phương thức quản lý xã hội. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 7 năm 2021, Việt Nam chính thức không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu và đến ngày 1 tháng 1 năm 2023, sổ hộ khẩu giấy chính thức không còn tồn tại. Trước thời điểm khai tử sổ hộ khẩu giấy, trong hơn nửa thế kỷ, loại giấy tờ này gắn liền với mọi người dân Việt Nam trên các hoạt động, lĩnh vực đời sống. Trước thời kỳ đổi mới, hệ thống hộ khẩu gắn chặt với việc phân phối lương thực, đất đai, nhà cửa, giáo dục, y tế và việc làm. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, sổ hộ khẩu đã gắn bó với những công dân trong những thủ tục hành chính như khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, đăng ký hộ tịch, làm sổ đỏ. Việc cơ quan nhà nước đã bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng sổ hộ khẩu và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân đã mở ra một kỷ nguyên mới trong phương thức quản lý xã hội. Và giờ đây, những cuốn hộ khẩu giấy như thế này sẽ là một trong những vật kỷ niệm của mỗi gia đình người Việt Nam.